Bác sĩ cho em hỏi là em thường bị đau bụng dưới sau khi quan hệ hiện tượng này thì có bị sao không ạ? Vâng, xin chào bạn. Đau bụng khi quan hệ nó có hai dạng, một là sinh lý, hai là bệnh lý. Chúng ta biết nếu như sự quan hệ nó không đúng tư thế hoặc là quá mạnh mẽ thì cũng có thể gây đau đớn. Hoặc khi hai vợ chồng đều đạt tới sự khoái cảm, khi đợt khoái cảm thì nó có sự co thắt của các cơ đáy chậu và khi co thắt thì chúng ta biết các cơ bị co thắt cũng giống như thể thao chúng ta chơi quá quá sức thì sản xuất là acid lactic nó sẽ làm cho đau cơ cũng như đau vùng chậu nếu hiện tượng này nó chỉ thoáng qua và nếu như nó là sinh lý thì nó chỉ một thời gian ngắn nó sẽ qua đi còn nếu hiện tượng này bạn thường xuyên bị thì nó có một số vấn đề về bệnh lý ví dụ bạn có thể đang viêm nhiễm sinh dục vợ chồng quan hệ cũng có thể gây đau rát khi chúng ta chuẩn bị gọi là sung trận mà không được chuẩn bị chú đáo nó khô cũng làm cho sự ma sát cũng làm cho bệnh nhân đau cái thứ hai là một số trường hợp có bị viêm vùng chậu khi chúng tác động vào cũng có thể gây đau thứ ba nữa là một số trường hợp lạc nội mạc tử cung ở vùng chậu cũng có thể gây đau thứ tư nữa là có thể chúng ta bệnh lý về u sơ tử cung hoặc là u buồng trứng khi chúng ta quan hệ tác động vào nằm cũng có thể gây đau thế chính vì thế nếu như hiện tượng này xảy ra thường xuyên thì cũng mong bạn là nên qua cơ sở y tế để được khám và bác sĩ sẽ tư vấn dạ vâng Bác sĩ xin bác sĩ cho cháu biết là buồng trứng đa nang thì qua siêu âm có khẳng định được không ạ? Hoàn toàn có thể biết được. Bởi vì về mặt buồng trứng nếu như chúng tôi là những bác sĩ sản khoa, chúng tôi chỉ cần khai thác về bệnh sử, về tính chất kinh nguyệt, về vòng kinh thì cũng có thể sơ bộ hướng qua được cái sự chẩn đoán. Còn siêu âm thì nó đã có tiêu chuẩn của nó. Nếu trên một diện cắt về siêu âm có khoảng tầm 20 cái nang nhỏ thì có thể nói là buồng trứng đa nang. Thế thì À, hoàn toàn còn tiêu chuẩn vàng của cái bùng chứng đa năng thì chúng tôi phải là xét nghiệm định lượng nội tiết còn qua thăm khám lâm sàng cũng như xương cũng có thể tiên đoán được dạ. bạn đang bị bùng chứng đa năng dạ. nên là hoàn toàn nếu như bạn có một cái gì nghi ngờ thì bạn qua bác sĩ sản khoa chúng tôi sẽ khám tham vấn và có thể có những xét nghiệm thăm dò thêm. Và bác sĩ xin cho em biết là có bầu mà cứ hay bị da dịch vàng thường xuyên thì có sao không ạ? Ừ, chào bạn bình thường thì khi có bầu âm đạo của mình luôn luôn có những cái dịch tiết của âm đạo và các cái tuyến ví dụ như scan bắc toan hoặc những cái dịch tiết của cái niêm mạc cổ tử cung thế nhưng bình thường những cái dịch sinh lý thì đó là những cái dịch màu trong trắng đục không màu không không mùi nhưng khi bạn ra một cái chất dịch màu vàng thì tôi đang nghĩ rằng bạn đang có cái viêm đạo thì bạn nên đến khám tại các cơ sở y tế và sản phụ khoa để được điều trị kịp thời. Bởi vì nếu đang có thai, chúng ta để tình trạng viêm nhiễm kéo dài ảnh hưởng đến thai kỳ, vâng. có thể gây sảy thai, có thể gây đẻ non và thậm chí rằng một số em bé có cái nhiễm trùng vào thai. Vâng. Nên là mong rằng bạn nên sớm đến cơ sở sản phụ khoa để được khám và điều trị. Vâng.